Tử vi tuổi Bình Tuất 1946. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Bình Tuất chắc chắn đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch năm 2021. Tháng 8 là thời điểm cực kỳ tốt đối với gia chủ tuổi Bình Tuất. Được tam hợp cục với Thái Tuế nên trong tháng 8 âm lịch về mọi phương diện của cuộc sống đều được thuận buồm xuôi gió. Có một tin cực kỳ tốt lành. Đây là tin mà chắc chắn quý vị đều muốn nghe. Mặc dù trong thời gian trước gia chủ có nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhưng tháng 8 thì sẽ khác, sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có nhiều cơ hội tốt đẹp về công danh, sự nghiệp, có thể lên cao ở độ tuổi này. Phần gia đạo lại cực kỳ tốt đẹp. Thành công của quý vị có được là nhờ nhiều vào sự giúp đỡ từ những người thân. Tóm lại, trong tháng 8 âm lịch, quý vị được quý nhân, bạn bè hỗ trợ rất nhiều. Hơn nữa nhờ vào năng lực của bản thân nên tháng 8 là thời gian vươn lên như diều gặp gió của bản mệnh. Do ăn ở phước đức, hiền lành, làm nhiều điều thiện để lại cho con cháu về sau. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát luận giải về là số tử vi của những người tuổi Bình Tuất trong tháng 8 âm lịch. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Bình Tuất, sinh năm 1946, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Bình Tuất sinh năm 1946, mệnh ốc thượng thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Người tuổi Bình Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao, họ sống theo khuôn khổ và những hệ thống quy tắc chặt chẽ. Nhiều khi ta thấy họ bảo thủ, nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên, vạn nhân vạn tính, vì mỗi người là một tiểu vũ trụ, tính lập trường, nguyên tắc, khuôn phép, mực thước có thể giúp họ là những người bảo vệ quy tắc, quản lý, duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý của người tuổi Bình Tuất luôn luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình hoạt động của mình. Bảo vệ người khác với những hệ thống phép tắc, quy phạm là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng, thước ngọc, hệ quy chiếu chuẩn chỉ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử. Thường ngày hay bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng là những người mộ phạm, đạo đức, ung dung, hiền hậu. Người tuổi Bình Tuất mệnh ốc thượng thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ, lại cứng rắn, nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ lạnh lùng, cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế, họ thường trở thành những người thầy giỏi, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc, tác phong của họ cẩn trọng, logic, chặt chẽ, thiên về phòng thủ, giữ gìn, không mạnh về tiến công. Nếu duy trì ổn định, trật tự thì là điều tốt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh. Từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ Bình Tuất sinh năm 1946 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tháng 8 này, mối quan hệ như anh em họ hàng, bạn bè, vợ chồng, cha mẹ con cái không được như ý sẽ dẫn đến xung đột, tranh cãi, thậm chí có khi còn phải tốn tiền hao của để giải quyết, khiến tài chính hao hụt, thất thoát. Trong năm, đương số cũng rất dễ phạm tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng, còn có thể dính líu tới pháp luật, kiện tụng. Trong năm, đương số cũng rất dễ phạm tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng, còn có thể dính líu tới pháp luật, kiện tụng. Vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm, cần chú ý chăm sóc cơ thể. Bính dương hỏa gặp đinh âm hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Bình Tuất sinh năm 1946, trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình, nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Hầu hết những người tuổi Bính Tuất ở tuổi này đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối về mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm sẽ dẫn đến đấu đá, loại trừ nội bộ. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Không ít người sẽ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản lớn vì anh em, bạn bè hoặc đổ nhiều tiền đầu tư hơn vào các dự án bất động sản nhưng chưa thu hoạch được thành quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả đã kéo dài quá lâu, đương số nên suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng, cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy, kẻo bị lừa lọc, lợi dụng. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, sức khỏe của tuổi Tuất sinh năm 1946 không được tốt, phần nhiều là do con giáp lo lắng suy nghĩ quá nhiều khiến cho chuyện ăn uống kém ngọt miệng, ngủ không được an giấc. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho sức đề kháng giảm sút, kéo theo đó hàng loạt bệnh tật phát sinh. Vì thế muốn khỏe mạnh, trước tiên mệnh chủ phải điều chỉnh tâm trạng của mình, giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan thì mới có được sức khỏe tốt. Để khí huyết lưu thông, bản mệnh đừng quên massage cơ thể, sử dụng đồ uống, giúp hoạt huyết hoặc tốt nhất là tập luyện các động tác phù hợp với độ tuổi để toàn bộ cơ thể được điều hòa, cân bằng. Kinh Phong Thủy Gia Cát khuyên mệnh chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, bảo vật của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Đặc biệt là gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vị Bính Tuất sinh năm 1946, các mối quan hệ gia đạo trong tháng đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn chu toàn cuộc sống, chăm lo đủ đầy cho gia đình, vừa không quên chăm sóc bản thân, gia đạo vô cùng yên ấm. Nhìn chung gia đạo an yên, không có điều gì đáng lo ngại, bản mệnh vui vẻ bên con cháu mà không bị những mâu thuẫn xung đột gây phiền nhiễu. Mối quan hệ họ hàng, làng xóm, bạn bè đều hài hòa tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng không thể tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng của tâm lý tuổi già, sinh buồn tuổi, cảm thấy không ai hiểu mình, rất cần có người bên cạnh để chia sẻ kịp thời. Nhất là với những người không còn bạn đời, con cháu cần thường xuyên quan tâm, hỏi han, có thể khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đồng niên để có người bầu bạn, sẻ chia, tinh thần phấn chấn hơn. Ngoài ra ở tuổi này, mẹ chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, con cái đã lớn, hãy giao quyền quyết định cho con, tránh can thiệp và quản lý quá chặt chẽ sẽ gây khúc mắc giữa hai bên. Quý vị thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát ứng dụng trong cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu, nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất và Tý, tuổi Dần. Đối với người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, tháng 7 sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, tức ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Nhâm Thìn, nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch 11 tháng 7, tức ngày 17 tháng 9 dương lịch. Ngày âm lịch 11 tháng 8, tức ngày 17 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 8, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Bính Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết,
không nên vung tay quá chán. Ngày tốt đối với Bình Tuất sinh năm 1946, tháng 8 âm lịch. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 8, tức ngày 16 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, đinh mão, nạp âm, lô trung hỏa. Ngày âm lịch 22 tháng 8, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, kỷ mão, nạp âm, thành đầu thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ tuổi Bình Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bình Tuất sinh năm 1946. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết của tuổi Bình Tuất sinh năm 1946, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm được những kiến thức hữu ích hơn nữa, để từ đó tránh hung, hóa cát, gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Và quý vị thân mến, đôi khi cuộc sống có những khó khăn là để thách thức chúng ta. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua được thử thách, hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình. Rất cảm ơn quý vị thời gian vừa qua đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.